Hello mọi người, mình là Đạt đây và chào mừng mọi người đã đến với kênh của Đạt Zero. Và trước khi vào phần giới thiệu bản thân thì mình nghĩ các bạn mới xem kênh của mình sẽ có một thắc mắc là tại sao kênh của mình mặc dù chưa có video nào cho tới khi mình đăng video này lên mà lại có tới 12.000 người đăng ký. Là bởi vì kênh này trước kia mình dùng để làm về mảng nhạc, làm về lyric nhạc, nên tới thời điểm bây giờ mình đã xóa hết tất cả các video về mảng nhạc và bắt đầu lại từ mảng trò chơi. Và rất mong mọi người sẽ ủng hộ mình trong mảng trò chơi này. Điều đầu tiên, cho mình xin giới thiệu bản thân một chút. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Đạt, sinh 2004, rất thích nghe nhạc và chơi game. Đối với những bạn mới của kênh thì mình mong kênh mình có thể đem lại sự vui vẻ và giúp ích trong video với tất cả các bạn. Đối với những bạn đã xem kênh mình từ lâu thì mình cũng mong các bạn ủng hộ mình sau khi mình đã chuyển từ mảng âm nhạc sang trò chơi. Và mình mong những video mình làm ra cũng sẽ giúp cho các bạn giải trí. Và đó là tất cả những điều mình muốn nói với các bạn về kênh của mình cũng như là cá nhân mình. Và mình mong rằng những video sắp tới của kênh sẽ được các bạn ủng hộ. Đây cũng là một niềm đam mê đối với mình. Và những cái sub, cái like của các bạn trong khoảng thời gian tới là động lực cho mình để có thể làm tiếp những video khác phục vụ cho các bạn. Và nếu như các bạn muốn mình làm về một con game nào đó thì hãy bình luận ở phía bên dưới nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Bye!